một phát. Ui à. Anh em xem nhá. Ba em chưa, anh em như chưa thoát mất mười em anh nhá. Thế là gỡ chi của anh nhé. Em tạm dừng gỡ chim ạ, các bác nhá. Đây các bác nhá. Làm ba em rồi. Đây các bác ơi. Lưới em thì rất là ngắn thôi. Đấy. Đây em. Lưới em chỉ có dài 5 mét thôi. Đấy. Các bác nhá, dài 5 mét thôi. 5 mét, cao 1 mét rưỡi. Đấy, cao 1 mét rưỡi. Đánh đây này. Đây, nhiều lá em kia. Nồng né, tung té hết rồi. Rồi nha, em chào các bác nhé. Thì em chỉnh lại lưới một tí rồi có pha nữa em lại tiếp tục. Em quay cho các bác xem, nhớ bác nhá. Mẹ em khó gì chết. Anh em đây khó gì rồi. Nhanh tốc độ mấy cũng chết. Em tạm dừng em bắt chim cho các bác nhé. Vâng. Em cũng xin chào các bác. Giờ nó cũng muộn rồi. Thì hôm nay cái đàn này nó có 6 con. 6 con thì một phát xuống úp được 4 con, nhưng mà nó là một con nó ở ngoài rìa mái lưới thành nó dãy thoát được ra. Đây còn được 4 con. 4 con. Một còn 2 con nữa. Nó cũng muộn quá rồi. Tôi thì cũng một con thì nó thoát rồi, còn một con kia chờ mãi không thấy ra. Các bạn, em được 4 con nhá. Đây. Đây nều ná của em đây, lưới chài của em đây. Thế anh nào anh em là có nhu cầu mà có mua lưới bên em đấy thì nhà em sẽ cung cấp hết cho các bác. Em thì lưới nhà em thì nó nói chung là làm theo yêu cầu của anh em, đủ kích cỡ, đủ loại mắt, nên là anh em cứ tham khảo thích mua cái loại lưới nào, mắt bao nhiêu phân, dài cao bao nhiêu thì em làm hết cho anh em theo yêu cầu luôn, chứ không phải có một kích cỡ gì cả. Anh em thích cần loại kích cỡ như nào,
mắt 3 phân, 3 phân rưỡi, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân và 8 phân, 9 phân. Đấy là lấy dù nhé. Còn lấy cước thì nhà em thì nó loại mắt 8 phân, 9 phân và 10, 12 phân đều có nhé anh em nhé. Đây anh em nào có nhu cầu thì cứ mua đặt lưới cước thì đánh cu gáy hoặc ấy cũng được hết nhé. Đấy, còn tất cả các loại lưới đánh chim, sáo hoặc là gì nhé. Đây con vỉ của em đây. Con vỉ này chinh chiến của em rất là khá luôn này anh em ạ. Nó chịu lắm. Nó không dãy. Con mồi bội của em thì khi nhìn thấy chim là nó rút, nó kéo. Đấy ác luôn. Đấy, anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho em nhé. Và cần lưới thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em để trên trên góc kênh của em đấy. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.